mọi người đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình chia sẻ máy Kubota DC70. Hiện tại thì đang thu hoạch giống lúa đầy thơm các bạn. Lúa này rất là trúng nha, trong trên 1 tấn đó các bạn. Lúa này nằm giá khoảng 5.800 ký các bạn ơi, lúa tươi. Anh tài xế cho các chờ các em cặp cái đường mương lại. Cái đó còn nước tại lúc. Rồi mấy anh máy kéo thì cũng tiếp tục di chuyển nha các bạn. Kịch mình luôn nè. Giờ di chuyển tới cái dốc này. Các miếng nguồn khác nha, trong miếng này di chuyển ra ngoài kia. Ở dưới sông, dưới kinh thì có mấy chiếc máy xế tay kìa. Rồi cũng di chuyển trong kinh. Rồi ba chiếc đi, chiếc phà luôn nha. Ba chiếc đi.
C70 các bạn ơi. Hiện tại đang thu hoạch cái lúa này thơm nha. Lúa này cũng rất là chín luôn các bạn. Bây giờ lúa quá trời bông. Máy kéo đi vô các bạn, cái đường hơi xa, mấy anh chở chuyến này cũng hơi nhiều hơn. Trước đốt gom này nên nó hơi mờ các bạn, đêm cũng thông cảm nha, cố gắng đứng đây ngập tối đi. Buổi chiều này mát rồi các bạn ơi, trời ơi mà mát rượi luôn, nắng buổi chiều chạy cũng rất là sung luôn các bạn. Cái miếng này như dạng đất lô vậy, nó dài thòn. Miếng này như dạng đất lô vậy, nó dài thòn.